Hello các bác nhé, hiện tại thì em đang có mặt tại nhà bác Định ở địa chỉ là ở Phú Thọ các bác nhé. Hôm nay bên em đến đây để bàn giao cho bác một combo bộ giảng ở trong series LX3 của nhà hãng DB Optic. Hiện tại là gọi là không gian thì em sẽ tư vấn là treo đôi loa ở hai bên đây. Đấy, sử dụng là đôi loa bát 30 các bác nhé. Và đây là bộ máy. Bộ máy thì các bác xem qua này, combo LX3. Đấy, giá thành rất là hợp lý, trên 30 triệu thôi. Có hình gồm có một con micro, một con quản lý nguồn, một con vang số và một con đẩy hai kênh, và dưới đây là một con sụp điện các bác nhé. Không gian này, một con sụp điện này thì chơi vô tư thoải mái rồi. Ok, bây giờ thì không phải để cho các bác chờ lâu nữa, mời các bác cùng đeo tai nghe và thưởng thức chất âm bộ dàn combo LX3 đến từ nhà hãng DB các bác nhé. Rồi. Hiện tại là ở đây em đang sử dụng là một đôi loa bát 30 ở trong phân khúc combo LX3 các bác nhé. Thiết bị ở đây gồm có là một con micro, một con quản lý nguồn, một con vang số, một con đẩy hai kênh và một con sụp điện ở đây. Với tổng trị giá chỉ rơi vào khoảng hơn 30 triệu các bác nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu thì có thể alo ngay cho em. Hiện tại thì em cũng bàn giao gọi là khá là muộn rồi, em nhá hình cho các bác. Đấy, mic em đảm bảo cho các bác là cực kỳ nhẹ các bác nhé. Tắt chồng cái mic.